Anh em nào thấy chậm có thể tăng lên 1.5, 2 chấm, có thể nghe nhanh hơn, hay hơn. Linh khí khôi phục. Chấp bị. Vãi chửi. Tay nè. Khu vực anh Kiệt Tuấn Tú cành lão tử cũng quay lại rồi nè. Chỉ là tạm thời thôi. Tạm thời thôi. Cái gì? Tạm thời cái gì? Hai người chỉ là tạm thời thôi. Còn bản thợ vẫn là cả. Trong thời gian này, anh chỉ có thể nói chuyện với tôi. Người khác không thể nghe thấy anh nói gì. Hơn nữa anh cũng chẳng có một năng lực tác chiến nào. Tuy là thế nhưng mà cũng coi là có hình người rồi. Không được, thế tôi có thể lên cạn được không? Được thì được, nhưng anh đã như thế này mà lên cạn thì khác chỉ là tôi biến thái sau đó bị bắt thì sao? Ở đây có một giam phòng, chất đống đồ lặt vặt, bình thường cũng không có ai đến. Các đồ vật thất lạc không ai đi tìm hay nhẫn trong thời gian dài cùng ở đây hết. Và chân phải đã sẽ trở thành phòng thay đồ tạm thời của mình sao? Lâu rồi không lên cạn, cũng có chút không quen. Nơi này đã bị phong tỏa rồi, lời du khách sao? Sao đã dọn dẹp sạch sẽ mà vẫn còn người ở trong? Ơi, không có giấy tờ, đó là tổ trưởng tổ nghiên cứu khoa học Lạc Tuyết đấy, cho cô ấy vào. Là Tiết, là Tiểu Tiết sao? Anh ấy biết Tiểu Tiết. Anh làm cái gì đấy? Mở nguyên cái tên này lại. Xin anh bình tĩnh đã. Anh là ai? Đây là nơi phong tỏa cơ mà, sao lại ở trong đây? Đội trưởng, hình như anh ấy không biết nói chuyện. Cái này đưa cho tôi sao? Đây là đồ của tổ trưởng Lạc. Hai người quen nhau sao? Tôi thấy tổ trưởng cảm ơn anh trước, anh mau nên về nhà đi. Ở đây đang chấp hành nhiệm vụ. Nửa ngày rồi mà vẫn chưa dọn dẹp xong sao? Dạ là tổ trưởng, khu vực phía tây thành phố đã kiểm tra xong hết rồi sao? Vâng, vùng nước phía tây thành phố nhỏ hơn ở đây một chút. Tiêu rồi, giờ chưa thở gặp Tiểu Tuyết được, mình không nói chuyện được. Long tổ còn đang truy tìm sinh vật biến dị. Thời gian duy trì hình thái của người của mình không biết tới lúc nào sẽ kết thúc nữa. Cậu thanh niên này đã nhặt được cái thứ này nhờ tôi đưa lại cho cô. Ôi, đưa cho anh. Là người ở đằng sau. Đằng sau anh làm gì có ai? Kỳ nhỉ, vừa rồi cô ở đây mà. Chỉ là du khách thôi, đồng hồ này là cô làm rơi sao? Tìm thấy rồi không phải là chuyện tốt sao? Không sao đâu, tiếp tục thôi. Lâm Hậu, là anh đúng không? Anh chưa chết đúng không? Xin lỗi Tiểu Tuyết, do anh không thể gặp được em. Khi tới, lúc anh sẽ tìm cơ hội để giải thích về hết với em. Chú ý thời gian duy trì hình thái của người đã kết thúc. Mọi thứ xảy ra cho đến nay đã vượt quá tầm hiểu biết của mình. Dù là cá hay là con người, mình cũng không thể tiếp tục sống một cách mơ hồ như vậy được. Nếu đánh bại đánh bạ mà cũng có thể tiến hóa thành hình người, vậy hướng tiến hóa của bản thể cũng không cố định. Vậy nghĩa là mình có thể tiến hóa thành bất kỳ sinh vật nào. Tôi nhất định phải tu luyện tiến hóa cho tốt rồi để xem cái thứ khiến mình chịu khổ sở như thế này rốt cuộc là thứ gì.
trung tâm nghiên cứu khoa học Long Ngâm. Em đã nghĩ kỹ chưa? Đơn đăng ký. Thầy trường, em đã nghĩ kỹ rồi. Thơm virus, GT nồng độ cao, có nguy cơ rất lớn. Với tư cách là một nhà khoa học, em không còn phải mạo hiểm. Thầy trường, em muốn tới tổ hành động để em thử đi. Là tuyệt. Thầy biết suy nghĩ của em không phải là vì Lâm Hạo đấy chứ. Hiện nay toàn cầu đang phải đối mặt với những khủng hoảng nghiêm trọng. Đây không phải là lúc hướng vào cái chuyện tình cảm cá nhân. Hãy tỉnh táo và nhìn nhận tình hình một cách khách quan. Thầy Trương, em không chỉ vì Lâm Hạo. Nhóm nghiên cứu mỗi lần đều không thể đến hiện trường kịp thời, dẫn đến việc mất mát một lượng lớn thông tin và các sinh vật biến đổi. Nếu em có thể vào tổ hành động, thì có thể chúng ta sẽ có những đột phá mới trong nghiên sinh vật biến dị. Được. Khu nước nông đã không còn thứ gì có thể ăn được nữa. Đã tới lúc khu nước sâu rồi. Anh đã nghĩ kỹ chưa thế? Khu nước sâu có nhiều sinh vật không xác định lắm đó. Có thể sẽ nguy hiểm lắm đó. Cô nói đúng, nhiều. Không thử xem làm sao biết được hay không. Hơn nữa đến không lợi thì chẳng nhẽ tôi cũng chỉ không lợi sao.